Xin chào các bạn, thì hôm nay mình không có nấu nướng gì hết đó. Hôm nay mình sẽ ăn món hào sống nha. Mình nghe nói món này ăn sung lắm mà không biết nó có phải vậy không. Để mình ăn thử rồi nói cho các bạn nghe nha. Mình nghĩ là ăn hết vậy mới sung luôn các bạn ơi.